Nếu bạn có nhu cầu mua ạt Liên Quân giá rẻ, hãy đến với shop ạt siêu ngon.com, cam kết uy tín và chất lượng. Mọi người thấy không? Bùa rẻ thì đừng đừng coi đèn vô đường đang dây chá. Không có chữ gì luôn á. Bùa vẽ trên kiến, vẽ trên giấy. Chữ bùa được ghi trên kiến, bên đây gọi vô tú. Nè, đó. Chữ bùa được ghi trên kiến, ghi trong giấy. Và mình nghĩ ngôi nhà này mang cho mình có những điều rơi rợn và cũng như là chắc lẽ sa ma cũng như bao nhiêu lời đồn á. Mùng cùng nguyên. Cùng nguyên không? Đồ đạc có thấy không? Phật có những mùng nhà ông lão. Hello, chào mọi người đã quay lại kênh Gió Động nhé. Thì mình cũng có hôm nay thì cũng có nhờ một ông bạn cũng có chỉ mà cũng như là có vào một ngôi nhà bị bỏ hoang của một gia đình mà nói chung là giống như là bị chết cùng một ngày mà ba người, đúng không bạn? Thì bây giờ mình lại đây thì mình cũng muốn hỏi ông bạn này để cho ông nói về cái căn nhà này, cái cội nguồn như nào và có hiện tượng gì không, và như nào mà mình thấy bên ngoài ngôi nhà thì rất cũng khá là âm u mà rùng rợn đó. Nhưng mà cái cốt truyện thì ông bạn này ông gần hơn, tại ông người dân ở đây. Ông kể cho lại trong tôi mấy anh tôi nghe thử cái nhà này lúc trước như nào. Là nhà này lúc trước là có 4 người ở. Là của một gia đình, là một vợ chồng với hai đứa con, một đứa con trai, một đứa con gái. Là đi du lịch chơi. Là trên đường đi về là bị xe tông, xe cán chết ba người, là một người vợ với hai người con. Còn sống lại một người chồng, bây giờ một người chồng bỏ đi không ở đây nữa, ở trên núi á. Tính ra là cái nhà này bỏ hoang chắc cũng cỡ 5 năm rồi đó. 5 năm hả? Là gia đình chết xong ba người là đi coi thầy á. Thầy nói đó là vợ của ông này nè với hai đứa con á là bị không biết bị dinh dương bắt hay là bị quỷ sai gì bắt á. Bắt xuống dưới đặng canh ngục cai ngục gì đó. Là bắt tới 4 người lận. Có người cậu tôi nữa mà bắt được có ba người à, còn người cậu tôi bị là được gia đình phù hộ á, cho nên là còn sống lại. Là ba người này là bị bắt rồi nè, là ba cái mấy cái mã ở bên cặp bên nhà đó, đúng không? Là ba người đó là ở trong nhà này đó. Là bây giờ là cái mã là xây là của ba người người đó đó. Với còn cái mã kia nó có ai nữa, 4 cái mà. Cái mã kia chắc của người ta bên đất bên kế bên á. Bây giờ ông có dám vô nhà này không? Từ trước giờ đó giờ chưa từng bước vô tới đây luôn á. Đi ngoài lộ thôi chứ đâu dám vô đây đâu. Có ai vô gia cái ngôi nhà này không? Có ông chồng á. Lâu lâu chiều ông vô ông dọn cỏ đồ dọn rác đồ hoài vậy đó. Thì bây giờ mình vô chổng, nếu mà vô chổng được không? Tôi thì tôi cũng không biết nữa. Tại đâu có từng vô đâu biết. Cũng không dám vô luôn nữa. Đất tôi thì sát bên đây nè mà cũng đâu có dám bước qua tới sát đất bên đây đâu. Sợ lắm. Thì sau cái lời kể của bạn này thì mình với Tú cũng quyết định là sẽ đi vô cái nhà này. Thì cái nhà này còn chủ, cho nên thì mình không biết sẽ khi mà chủ gặp thì họ có la hay như thế nào không, mình không biết. Thì ở đây thì nói chung là vòng vòng ở đây là hình như là không có ai dám vô cái nhà không á. Không có ai dám vô, nhưng có mình ở đổng là dám vô mà. Một cùng một lúc mà ba người chết. Thôi hai anh em cũng dám vô đấy. Bây giờ hai ông có dám vô không? Không, tôi không dám vô đâu. Bị quả mấy căn nhà rồi. Thì bây giờ chắc lẽ thì hai mình sẽ vào bên trong thứ ơi coi có cái gì không, mà tại sao ngôi nhà này, vì mình để mình coi mình suy luận coi cái ngôi nhà vì cái lý do gì mà lại mang cái trong người có cái ta gọi là nó cái này giống như ở trên đó có hai cái lá bùa kìa, không biết có gì trong đó không á. Thì đó, đi chung đi đâu mà sợ gì. Tại không phải không dám đi mà dạng giống như là mình người dân ở đây, mình không muốn vô mình phá người ta hay là gì đó. Đâu bởi vì đâu vô được, không dám vô, không muốn vô. Nhà không vô luôn à? Em bị quả quá quả mấy cái nhà rồi. Thôi bây giờ thì ở đây đi có gì chân xe cho. Giữ xe đi rồi anh hai anh đi chổng. Thì nếu mà có chủ ở đây thì có gì người ta nói thì mình nói mình. Em không biết sao chứ đây em chạy lên đây em đi chơi nè, mà em chạy ngang đây mà ớn lạnh ngang đây khúc này nè. Khúc này là bị ớn lạnh hoài nè. Ớn lạnh trời mưa hay sao vậy? Không, trời,
chung là trời ban ngày nắng đó, xuống thôi vậy, đáng ra nó hực nắng lên nóng kia mới đúng rồi. Chạy ngay là lạnh mà cái chỗ khác là không có. Vậy giờ em ở đây với ông bạn đi, ngồi chơi đi, tôi hai anh đi trỏng thử coi. Để coi cái khu này nó có ớn lạnh mức nào. Muốn lên ốc nữa. Muốn lên ốc nữa. Chưa chứ muốn lên ốc rồi. Thì mọi người, ở đây thì ngôi nhà này là có 3 người mất cùng một ngày. Mà cái lý do thì sau khi mà được nghe khi mà gia đình bị mất 3 người cùng một lúc đó, thì bây giờ khoan ở vô trong mình qua bên ngâm 3 ngôi mộ này cái đi. Thì 3 người bị mất cùng một lúc thì người chủ ngôi mộ chỉ còn là một người là người cha đó, thì cũng bỏ nhà mà đi. Vì lý do là thầy buộc có coi rằng là 3 người này là bị bắt rồi do là không biết là âm binh gì đó mà ở dưới địa ngục gì đó bắt gì cái chữ cái đó là của mấy ông thầy bùa ông thầy ấy. Thì giờ mình quay mà sẽ mình không có không quay tên cho nên mình phải quay một góc khuất này nè. Đây thì 3 ngôi mộ nằm ở đây thì mình quay về đi vô tao quay ngang mình cho không cho thấy ngôi mộ thôi. Thì ở đây đi là ngôi mộ này của gia đình này mà 3 người, mà có một ngôi mộ bên kia thì mình không biết của ai nữa, mà chỉ nghe ông bạn nói như vậy thôi. Cái này thì thấy giống hai người đó thì sao là con á, không biết nữa cái năm sinh gì, hai người sau người khoảng đúng rồi bốn mấy tuổi này bảy mấy tuổi cơ thể tích người sau hai người sau con người này em thấy cũng khó mà mấy được quên nữa quay đi. Người thì 42 người 39 họ chương không à. Ừ giờ con cùng lập mộ mắt cùng một giờ luôn nè, thấy không, mắc 3 người này nè, một cái mã này với hai mã này thì mắc cùng một giờ là lúc là 9 giờ 40 phút thì tính ra là cùng một thời điểm. Nó mà đọc cái này đúng không? Đây 9 giờ 45 đúng không? 9 giờ 40 không à. Cùng một giờ tại do là khi mà bị xe bị tai nạn đó bạn thì cùng một giờ. Thì bây giờ mình với hai mình sẽ vào ngôi nhà để xem coi tại sao, lý do tại sao mà vậy. Nên là mình chỉ nghe qua lời kể của ông bạn thôi. Là do là ông đó ông nhà ông rặn đây. Thì khi mà bước vào đến nhà thì đầu cái điều đầu tiên đập vào mắt của hai mình đó, đó là cây sài, một cây sài to. Nhưng mà có một điều mà quan niệm ngày xưa đến giờ á, là ông bà ngày xưa đến giờ là quan niệm rằng là cây cổ thụ mà nằm giữa nhà thì chắc lẽ ắt sẽ có sinh tử hoặc là có mà ăn cũng không nổi. Mình không biết tại sao mà chủ gia lại để cái cây sài nằm ngay chính giữa, ngay bàn thiên ngay giữa nhà ra, các bạn thấy không? Đây nè. Khoan hết vô đợi tao đi. Đây nè, cây sài nằm ngay giữa nhà thẳng ra. Ngay bàn thiên luôn. Bà ông Thiên thì nói chung ở đây là bị lâu quá, không ai đút nhang, không ai, nói chung là nói tới lui, chủ tới lui, mình không biết có tới lui hay không, nhưng mà thật sự thì mình thấy nó quá hoang tàn. Do cái biến cố như vậy mà gia đình còn có nên ông lão đó, ông cũng bỏ đi. Mà theo mình nghĩ chắc ông lão này cũng khá là lớn tuổi, tại do mình coi mộ đó, mình thấy là cái tuổi độ tuổi của người đã mất khá là cao. Và đặc biệt á, cái gì? Đúng rồi, hai ngôi nhà này thì được treo bùa, mà bùa không phải thông thường như các ngôi nhà khác. Đây nè mọi người thấy không? Bùa vẽ đừng đừng gọi đèn cho đường nghe chá. Không biết chữ gì luôn á. Bùa vẽ trên kiến, vẽ trên giấy. Ha, mà bên đây là một, bên đây nữa. Bên này cũng có nè, mọi người thấy rõ không, chữ bùa được ghi trên kiến, bên đây gọi vô tôi nè đó, chữ bùa được ghi trên kiến, ghi trong giấy,
Và mình nghĩ ngôi nhà này mang cho mình có những điều rơi rợn, và cũng như là chắc lẽ Sama cũng như bao nhiêu lời đồn là cái này mình không biết có nên gọi là trùng tang không, trong một ngày ba người chết, đồ đạc trong đây hầu như còn nguyên không lấy đi luôn đúng không, từ cái mắt kính, chuỗi đựng đụng vô đúng những gì đó là kệ quan nhị ca là... tại do không ai ở đây nữa, người ta không thờ nữa, đắp xuống thuốc mang đầy đủ qua mặt lát lên cái. Và ngôi nhà này thì mình có nghe là chưa có ai dám vào đây, chỉ có hai mình là hai thằng đầu tiên. Tôi đầu chỗ này biết lâu lâu đây lắm rồi. có hình chủ nhà, không phải tên chủ nhà ông bậy quỷ ngấy. Ca sĩ gì đó quên này, quỷ ở Minh Quỳnh. Trong đây có ba thằng tài, một ông thủ địa, đồ đạc thì cũng còn nguyên dạng, đôi dép còn luôn, bỏ hết. Nếu gia đình này khi mà ông lão ông đi rồi thì bỏ hết, đừng có bóc bậy. Nói chung là coi thôi, tay lưới còn. Nói chung nhà này khi mà đi rồi là bỏ tất cả, không lấy bất cứ thứ gì hết. Thì mình không biết là vào ban đêm, mà nếu ở đây vào ban đêm sẽ có hiện tượng gì không. Mộng còn nguyên. Còn nguyên không? Đồ đạc có thấy không? Thật, tôi vẫn mộng nhà ông lão. Mà ở đây có câu chuyện người gần ở đây kể thì nó vào đây khác đi. Vô đây chưa? Wow, còn điện thoại Nokia nữa nè. Cái điện thoại đừng đụng, mấy cái này đừng nên đụng tới luôn, cứ để bình thường đi. Điện thoại, một mà cái nhà mà khi mà bị gia đình, bị ba người. Giống nội dung vậy? Ừ. Ủa tự nhiên này kêu à? Kệ bà đi. Ủa ngoài sao nó không kêu mà vô đây kêu? Đâu biết đâu. Điện thoại còn nguyên. Nói chung là do là ông lão chỉ còn một mình thôi, cho nên cũng ông lão là tức là chồng của người đó mất. Mà theo mình đoán là ông lớn tuổi, tại do nhìn mộ mình đoán. Trời nè, cái nhà bỏ đâu lắp luôn nè. Ông nhìn nè, biết bao nhiêu cái thằng ông đây nè. Ông mặt đây nè, biết vô tàn không? Nó không biết nhiều lần rồi, mấy người đi. Là nhỏ thì nó bỏ thôi. À. Cái đó nhỏ thì nó bỏ. Nó đi rồi. Là nó móc cái mèo luôn. Đừng có dở lên. Mình nghe có tiếng gì không? Giống như nước chảy á. Ừ. Cái đèn pin rất là cũ quá. Đèn pin cách đây chắc lẽ là cả chục năm về trước. Đèn pin lâu đời lắm rồi. Các bạn nhìn đèn pin thấy rồi. Lột xác luôn. Là anh lột xác. Ở nhà có con nít sao ta? Có con nít. Tao thấy có dép, có đồ phấn, đồ cho trẻ em đồ nhiều lắm. Đừng có bóc, cứ để thấy được thì đừng bóc. Hạn chế bóc qua luôn. Nói chung đồ này, cái nhà này là nói chung về ban ngày thì mình không biết như nào, về đêm thì
cây. Xe nó nứt, xe nứt ngoài đấy. Tất cả hút à. Mà tại sao mà lại bỏ sạch thế chứ ta? Trẻ em nữa, nếu mà có con nít, nếu mà nhà mà có ấy thì còn người á thì sẽ những món đồ này ta sẽ lấy đi chứ không bỏ hẳn gì đâu. Dép giày trẻ em, phấn đầy đủ hết. Cái nhà này bỏ mà mọi người nghĩ đi, cái nhà bỏ mà chẳng ai dám vô lấy những vật dụng này thì mấy bạn hiểu rồi. Mình nhìn góc nhà này có cái kiến nữa nè. Kiến có chữ bùa luôn. Cái này giống nhà bị phong ấn rồi. Thì đúng rồi, giống như phong ấn bốn góc á. Một là không cho ai vô, hoặc là không cho ra đó. Có nhà không cho ra không? Cái đó mình không biết được. Sợi góc này mắc, theo này không có đâu. Bể lâu quá, sợi góc này bị gió thổi đồ đập chứ bể mắc. Ngôi nhà này thì nè mọi người, mâm dĩa còn rất là nhiều, khá là nhiều, chẳng ai dám vào đây lấy. Những ông bạn mà ở gần đây là cũng dân quậy đó, nhưng mà tuyệt đối không có ai dám vào đây. Có gì không? Nè đây mọi người, đừng có lấy mấy cái kiến, đừng đụng cho mấy cái nào mà có ghi chữ đồ lên đó, đừng vào. Còn cái khăn nữa đâu? Trong cái cửa thấy không? Không thấy hả? Cái khăn này, khăn sọc nè, để dội ra thấy nè. Đây nè, cái kiến nè có ghi chữ bùa, chứng tỏ ngôi nhà này mang cho mình một cái gì đó mà khá là dữ, và thậm chí là chủ nhân ngôi nhà cũng không dám ở. Cái nhà như phong ấn, không may leo qua kiến gì đâu. Thì đó, keo ba róc. Tôi sợ là mình kiến kia rất đắt, không bẩn phía ngoài. Cũng có thể vậy, đi bẩn thử không? Đi thử chứ. Nhưng mà đi bẩn mình, nếu mà có một kiến nữa thì đúng luôn. Coi coi góc này có không? Sao thấy được? Không phải, nó lọt ở trong nè, coi có lọt ở trong không? Tôi bước lên nhìn xuống biết liền. Không thấy đâu. Nó lọt cỏ lâu quá, coi chừng cũng bị phương mới lấp. Sợ nó lấp, đắt cát nó lấp vậy? Thì đó, cũng có thể là gì? Tại lâu rồi, mưa rồi. Không phải đâu, kiến vuông không à. Kiến tròn, chỉ có kiến bắt quái thôi, người ta mới làm kiến tròn. Tìm cái đó. Mắc anh cái, có thể là do gớt. À, có người nào phá không? Hãy coi đi, coi đi. Có còn chị vẫn còn không? Có còn chị vẫn còn không? Nè. Đúng rồi. Cái này bị bứt ra hay gì rồi? Thì tức lẽ là bị bứt ra. Có thể là cái người mà người ta phá, cái người ta phá dù mà cái người chủ nhà không ém giữ nữa, mà cái người khác người ta không muốn, người ta không muốn phá gia đình này, bứt cái bứt một góc bỏ là có thể là ở ngoài có thể vô mà ở trong có thể ra. Cái đó thì mình không có thể giải thích được. Bây giờ trước tiên mình tại khi mà bốn góc mà bị thông báo lại thì được, nhưng mà mất ngồi cửa rồi, cái cửa này không có phá đâu, cửa này không có phá. Nắm nghĩ ra được. Ở phía ngoài, phía ngoài. Phía ngoài. Gì? Sửa mình đi. Bỏ chân luôn đi. Cả điện thoại
tiếng lịch thịt giống như nước nhiều bên ngoài sao. Cái tổ gì chưa có. Cùi xài. Cái phòng này khỏi mở, khỏi mở, khỏi mở. Nhìn thấy rồi. Giờ đi ra đi. Rồi có thể tối quay lại. Nói chung gì ngôi nhà này chắc có lẽ có cái gì đó dữ dằn lắm, người ta mới yếm bùa với lại người ta treo dữ vậy nè. Tao đi nãy giờ nóng lưng quá. Cái lưng nóng hực hực. Thôi đi ra đi. Thì bây giờ là 6 giờ chiều. Thì chắc lẽ là nếu có thể, mình không biết có nên quay lại đây không vào ban đêm. Thì ngôi nhà này thì nằm ở một khu vườn. Vườn này là vườn xài mà nó lộn với đồng giống. Nhưng mà lý do tại sao mà người chủ không bứng hoặc là thiêu hủy cái cây xài nằm ngay cửa này mà họ để như vậy, mình thấy nó hơi bị nhiều cái mình không hiểu được. Em thường nếu mà người tái là cái cây này tao bỏ, nó quỷ trên da. Thì bây giờ thì tụi mình sẽ đi ra và sẽ cắt có thể thì nhưng mà tin vào cái sự ủng hộ của mọi người thì hai mình sẽ quay lại đây vào ban đêm. Nhưng mà để coi có kiếm được ai cùng không, nếu mà không thì hai mình sẽ tự đi. Rất mong mọi người ủng hộ. Chào mọi người, hẹn mọi người vào clip tiếp theo nha mọi người.